Thời tiết cả nước diễn biến xấu khi mưa dông xuất hiện tại nhiều nơi. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có thể hứng lượng mưa là 300 mm trong 3 ngày tới. Từ tối 19 đến ngày 21 tháng 11, mưa lớn tiếp diễn ở khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận. Lượng mưa trong 3 ngày tới phổ biến từ 100 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Ngãi và Tây Nguyên, mưa bắt đầu gia tăng từ đêm 19 tháng 11 và kéo dài đến hết ngày 22 tháng 11. Lượng mưa dao động từ 120 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm cả đợt. Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày 19 đến ngày 22 tháng 11, các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ ở thượng lưu 3 đến 7 m, hạ lưu là từ 1 đến 3,5 m. Đỉnh lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận có thể lên báo động 2 và 3, có sông trên báo động 3. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Những ngày này trên cả nước đang diễn ra các hoạt động tri ân thầy cô, những người thầy âm thầm giao chữ cho lớp lớp học trò. Tại Nghệ An, hàng nghìn giáo viên miền xuôi tự nguyện lên miền núi dạy học. Nhiều người đã chấp nhận xa gia đình, xa con, gói ghém tình riêng để ở lại, cắm bản. Dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng với lòng nhiệt huyết và tình yêu thương, các thầy cô nơi đây vẫn ngày đêm miệt mài đem những con chữ đến với học sinh dân tộc thiểu số. Địa hình đồi núi cùng với thời tiết khắc nghiệt khiến hành trình cõng con chữ lên non của thầy Hà Văn Bốn trở nên gian nan hơn. Nhưng vì yêu con trẻ mà thầy Bốn vẫn ngày ngày hết mình với hành trình ấy. Với con đường từ dưới này lên đến thột thì đến lúc gặp sạt lở rất là nguy hiểm và đáng sợ. Các con suối ở con cầu đôi lúc các thầy xuống phải chờ đến 2-3 tiếng đồng hồ đến lúc một rút lại mình qua được. Đôi lúc phải khía cả xe, sợ lắm, rất là nguy hiểm đối với tính mạng của giáo viên ở đây. Nói chung là cũng vất vả đến đây nhưng mà lại yêu con cháu, đưa cho con chữ cho con cháu là các thầy cũng cố gắng. Đi suốt 5 tiếng đồng hồ khi trời sập tối mới lên đến nơi. Trong căn nhà gỗ đơn sơ, thiếu thốn đủ bề, các thầy phải tự túc mọi thứ. Không điện, những ánh đèn lè lói này là thứ thắp sáng lên ước mơ con chữ cho lũ trẻ. Hết pin thì phải nghỉ thôi. Sáng mai cố gắng dậy sớm lúc trời sáng để sáng. Dây điện trong lớp học là vẫn còn. Hiện tại là vẫn bỏ không vì là không có điện để sử dụng được, cho nên là không thấy gì trong lớp cả và phải chờ đến khi trường tan. Sáng sớm mùa này, nậm tột trời mù sương, cái lạnh bắt đầu bao trùm nơi đây. Những đứa trẻ đang chờ sương tan để được vào lớp học. Nhưng phòng học vẫn còn thiếu thốn trăm bề. Thì hiện nay ở đơn vị trường tiểu học Tri Liệp 4 vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Đó là về phòng học của học sinh thì hiện nay vẫn đang có một số phòng học là lắp ghép, phòng học tạm và số phòng ở cho giáo viên hiện nay thì vẫn chưa đủ. Hiện nay là điện sắt lở, tiền không thấy cả ống nước nữa. Có tiền thấy không anh Bốn? Ở hình như cái đoạn này này. Ở Nghệ An hiện nay đang có hàng ngàn giáo viên cắm bản, có những người đã gắn bó với bản làng hàng chục năm. Thực hiện thiên chức phát triển giáo dục, phát triển chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, họ chấp nhận xa gia đình, xa con, gửi gắm tình riêng ở lại, tận tâm, tận lực, tận tụy gieo chữ. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết mức lương hiện hành của giáo viên mầm non thấp hơn so với các cấp học khác. Vì vậy, đề nghị nâng phụ cấp cho giáo viên mầm non từ 35 đến 50% hiện hành lên mức là 70 đến 100%. Với đề xuất này, có hơn 200.000 giáo viên mầm non thuộc diện được điều chỉnh. Dự kiến nguồn kinh phí ngân sách cấp để tăng lương lên tới 336 tỷ đồng một tháng. Ngoài ra, giáo viên đang giảng dạy tại các bậc học khác cũng được đề xuất mức phụ cấp mới 25% với bậc đại học, 30% với bậc trung học phổ thông, trung học cơ sở
cơ sở giáo dục thường xuyên. Giáo viên bậc học này công tác tại vùng sâu vùng xa đề nghị được phụ cấp 35% lương. Nhà giáo giảng dạy tại trường sư phạm được đề nghị phụ cấp 40%, bậc tiểu học phụ cấp 50%. Dự thảo này cũng đề nghị mức phụ cấp được chi trả kể cả vào dịp nghỉ hè. Thời gian đề nghị chính phủ xem xét thông qua là quý 2 năm 2023. Công an thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh chiến dịch 60 ngày đêm phòng ngừa giặc lửa với tinh thần là ra nhanh, kiểm kỹ, không bỏ sót bất cứ cơ sở nào có nguy cơ về phòng cháy chữa cháy. Công an các quận, huyện, thị xã của thành phố đang tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Và sau hơn một tháng triển khai thì hàng nghìn cơ sở đã bị đình chỉ, tạm đình chỉ để khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đây là một trong những cơ sở không đáp ứng được các quy định về phòng cháy chữa cháy, bị Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội ra quyết định đình chỉ hoạt động. Công ty với quy mô 3.000 m2 nhà xưởng chuyên sản xuất ống nhựa HDPE phục vụ thị trường trong nước. Tuy nhiên hiện nay công ty này phải dừng sản xuất do lối thoát nạn cũng như khoảng cách sản xuất không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy. Xây dựng chúng tôi không đáp ứng được nhu cầu về việc là phòng cháy chữa cháy là khi mà thoát nạn, rồi là các trang thiết bị thì trang bị đầy đủ thế, nhưng mà theo quy định mới của phòng cháy chữa cháy là khi mà nhà xưởng thì sẽ có phải có 5 mét bao quanh hai bên, thì diện tích của chúng tôi đây được cấp thì nhỏ, bề ngang thì hẹp, thế nên là không thể xây dựng được nhà xưởng như thế ạ. Chung cư này có tổng cộng 448 căn hộ, chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2018. Đến nay đã có 446 căn hộ đưa vào sử dụng với tổng cộng 1.300 cư. Dù đã được thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nhưng hôm 14 tháng 11 vừa qua, nơi đây vừa xảy ra một vụ cháy tại nhà dân. Trong thời gian tới, Công an huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát lại công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chung cư này. Qua cái đợt cháy này thì là ban quản lý cũng rút kinh nghiệm. Thì bây giờ mình thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các cái hệ thống báo cháy, và hai nữa là cũng cho các đồng chí trong đội phòng cháy chữa cháy tập huấn thường xuyên hơn để nâng cao ý thức của người dân. Trong đợt cao điểm về phòng cháy chữa cháy, Công an huyện Chương Mỹ đã kiểm tra 2.356 cơ sở, phát hiện 64 lỗi vi phạm, xử phạt số tiền trên 2 tỷ đồng. Tuy nhiên vẫn còn không ít cơ sở cố tình lén lút hoạt động dù đã bị đình chỉ, tạm đình chỉ. Còn một số cái cơ sở mà qua kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất thì một số cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động. Thì cái việc này thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương, cho địa phương cũng như thực hiện công tác quản lý để chỉ đạo, để giám sát việc triển khai thực hiện, làm sao để các cơ sở này phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy cháy. Và nếu mà chúng ta tiếp tục vi phạm thì chúng tôi sẽ lập biên bản và xử lý đối với các hành vi mà cơ sở bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động rồi vẫn thực hiện thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính và có những chế tài, kiến nghị cơ quan chức năng có những chế tài tiếp theo để xử lý. Qua một tháng tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra gần 66.000 cơ sở, phát hiện xử phạt 4.431 hành vi vi phạm với số tiền gần 29 tỷ đồng, tạm đình chỉ hoạt động 643 cơ sở, đình chỉ 339 cơ sở vi phạm. Trong một tháng còn lại, công tác kiểm tra xử lý, việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục được thực hiện để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và nhà xưởng dịp cuối năm.